ngày xanh tươi sáng Việt Nam hỡi. Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa về nơi nhà cao xe sang phố và một niềm tin gieo cái đều. Từ nơi đào xa mây mông xám về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng tay đón chọn Việt Nam. Bao la đất trời quê hương xanh ngời sẽ tay đón nắng mạnh từ trong mà. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại với sân vận động Anh Dũng, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương để đón xem trận đấu tứ kết loạt trận tiếp theo trong khuôn khổ giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lặc năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC, đó là nhà cựu đương kim vô địch, và Thiên Cát FC cũng là một vị khách mời ở trận đấu này. Ở trận đấu đã kết thúc cách đây ít phút thì đã có một trận cầu kinh điển được tạo ra, đó là cuộc đọ sức giữa Peter FC và cao thủ Ngọc Dương FC đã có 9 pha lập công, và người cuối cùng cất tiếng ca khúc khai hoàn đó là Mỹ Tân FC khi đánh bại đối phương với tỷ số là 5-4. Đó là một trận đấu rất hay của cả hai, và chúng ta hãy cùng chờ xem cơn mưa bàn thắng tiếp theo ở trận đấu này sẽ đem đến cho tất cả quý vị và các bạn những cung bậc xúc cảm tuyệt vời mà tình yêu bóng đá đem lại trong buổi chiều ngày hôm nay. Như vậy là trọng tài đã cho hiệp thi đấu đầu tiên được bắt đầu. Để quý vị và các bạn tiện theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu đội hình danh sách đăng ký thi đấu của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Về phía cầu thủ Thiên Phát FC, họ ra sân với trang phục đó là màu trắng xanh, bảo vệ khung thành bên phía tay trái màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 88 đó là Hà Thuận, các thủ số 7 Văn Lượng, số 9 số 7 Bùi Lượng, số 11 Hữu Hiệp, số 19 Văn Thắng, số 20 Văn Bình, số 28 Xuân Hiệp, số 68 Đại Khương, số 71 Thanh Sàng và số 79 đó là Xuân Phú. Trong khi Ngọc Liên FC họ ra sân với trang phục áo trắng quần đen, bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình nhỏ của quý vị và các bạn. Với thủ môn mang áo số 99 đó là Văn Thần, số 2 Văn Ngụy, số 4 Văn Yên, số 5 Trung Bùi là người mang băng thủ quân, số 7 Văn Quân, số 8 Văn Trung, số 10 Thế Anh, số 11 Thúc Quý.
số 14 Văn Nam, số 17 Văn Vui, số 18 Văn Mạnh, số 19 Văn Hưng, số 20 Duy Thuyền và số 36 đó là Văn Thịnh. Đó là danh sách đăng ký thi đấu của hai đội ở trận đấu này. Ngày hôm nay nếu như muốn lọt vào vòng được bán kết thì các vị khách đó là Thiện Phát FC cần phải hết sức cảnh giác với sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Đó là cầu thủ mang áo số 20, người đeo áo của Solskjaer, một tiền đạo lừng danh ngày nào của câu lạc bộ Manchester United và đội tuyển quốc gia Naui, người đang có 9 pha lập công và đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới ở giải đấu lần này. Đó là pha tranh chấp của Duy Thuyền. Duy Thuyền là một trong những người chơi vị trí pivot rất hoàn thiện. Anh có sức mạnh và đặc biệt chiều cao. Những điều kiện trên giúp cho Duy Thuyền chiếm lĩnh toàn bộ những tình huống tranh chấp tay đôi, đặc biệt là những pha xoay lưng về phía khung thành của đối phương. Văn Ngụy, đây là Trung Bùi, sẽ có phạt góc dành cho các thủ Ngọc Liên FC để bước vào vòng tứ kết. Thì Ngọc Liên FC họ xếp thứ hai trong khuôn khổ bảng A với 2 chiến thắng 1 thất bại và có hiệu suất là dương 3, trong khi các thủ Thiện Phát FC họ xếp thứ hai ở bảng C với 2 trận hòa và 1 trận thắng và cũng hiệu suất là dương 3, một sự tương đồng ở chỉ số phụ. Bí quyết chưa dứt điểm đau nhức xương khớp. Đây là Trung Bồi, Duy Tuyền, đó là pha lùi về can thiệp kịp thời đến từ Xuân Phú. Đứng trong khung gỗ bên phía Thiện Phát FC, đó là một thủ môn rất mỏng cơm, đó là Hà Thuận. Phản công dành cho Thiện Phát, rất hay, có thể ra chân, không được. Đó là tình huống ra chân đến từ Thanh Sang. Xuân Phú được cắt bóng an toàn, rất mềm mại. Tình huống xử lý bóng đến từ Văn Lượng. Theo quan sát của chúng tôi thì ở trận đấu này đang chưa có sự góp mặt đến từ Bùi Lượng và Đinh Đại Khương. Trung Bùi, Hà Thuận với thân hình hộ pháp của mình chắc chắn đó là một lá chắn thép thực sự. Không được. Văn Ngụy chuyển bóng hay, Duy Thuyền, vẫn là Duy Thuyền. Đó là Trung Bùi. Duy Tuyên đang dẫn đầu danh sách dội bom ở giải đấu lần này với 9 pha lập công. Đó là một sát thủ thực sự mà hệ thống phòng ngự bên phía các thủ Thiện Phát FC cần phải hết sức cảnh giác với cầu thủ mang áo số 20. Trung Bùi, đây là Duy Tuyên. Xuân Phú không qua được sự già dơ kinh nghiệm đến từ Trung Bùi. Duy Tuyên, đó là Trung Bùi. Trung Bùi, người đang được bố trí chơi ở vị trí phi sô, đó là tên gọi của môn phút sàn. Người đang được dứt điểm, không được. Đó là một pha xử lý bóng ở góc hẹp. Người vừa có tình huống xử lý bóng đó là Văn Nam. Trọng tài đã cắt còi, sẽ có đá phạt dành cho các thủ Thiên Phát FC. Thiên Phát FC đó là tên đầy đủ là nhà hàng Thiên Phát, nhà hàng chuyên tổ chức sự kiện. Và người giám đốc đó là một người đến từ quê hương Hà Thành, một người còn rất trẻ, đó là Đinh Đại Cương. Rất hay, Văn Lượng. Trận đấu đang diễn ra với thế trận khá cân bằng. Duy Thuyền, đây là Văn Lượng. Trung Bùi đã cắt bóng thành công, vẫn là Trung Bùi, rất mềm mại. Văn Lượng rất chính xác, không được. Văn Ngụy, Văn Ngụy, đó là pha ra chân ngay của cầu thủ mang áo số 2. Đáng tiếc là bóng đi thiếu chính xác ở tình huống xử lý bóng cuối cùng. Đây là Văn Sang, Văn Ngụy,
Đây là Trống Bùi. Đường chuyền hay dài cho Duy Thuyền. Trống Bùi. Không có gì khó khăn dành cho Hà Thuận. Cắt bóng khá hay. Bóng đã đi hết đường biên dọc và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Nhật Hàng Thiên Phát. Xuân Điệp. Trống Bùi. Duy Thuyên không được. Đó là sự lợi hại đến từ cầu thủ mang áo số 20. Anh di chuyển không bóng khá thông minh và nhận những đường chuyền chính xác của các đồng đội. Cần phải hết sức cảnh giác với những pha di chuyển giống như dễ đất chui lên của Duy Thuyên. Văn Nguyễn. Đây là Trống Bùi. Cầu thủ Ngọc Liên FC họ đang cầm bóng nhiều hơn ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ nhất. Trống Bùi. Đây là Duy Thuyên. Đường chuyền dành cho Văn Nghị, tuy nhiên nó hơi mạnh. Không được. Đó là tình huống chạm đầu của Văn Lượng. Văn Huy. Vẫn đang là Huy. Cả hai đang tạo ra một thế trận khá chặt ở hệ thống phòng ngự bên phía đội phần sân nhà. Và đang có quá nhiều những tình huống bóng đa phần lăn ở khu vực vòng tròn trung tâm. Duy Thuyền. Đây là Trống Bùi. Rất chính xác. Che chắn khá khôn ngoan. Đó là pha cắt bóng đến từ Thanh Sang. Văn Nam. Tình huống cắt bóng kịp thời của Văn Nam. Xuân Phú. Bóng đá biên dành cho các thủ nhà hàng Thiên Phát. Không được. Đó là pha đá biên khá lợi hại. Duy Thuyên. Duy Thuyên. Đó là pha cắt bóng kịp thời của Xuân Phú. Trống Bùi. Đá biên tiếp theo dành cho cầu thủ áo trắng. Đây là Trống Bùi. Kịp không? Bóng đã đi hết đường bên dọc. Thanh Sang. Đây là Văn Lượng. Thanh Sang. Thanh Sang. Văn Lượng. Văn Nam. Không được. Xuân Phú. Văn Nguyễn. Đây là Duy Thuyền. Rất chính xác. Duy Thuyền. Đó là pha can thiệp kịp thời của Xuân Phú. Và trọng tài xác định sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ nhà hàng Thiên Phát. Cầu thủ mang áo số 11 đó là Hữu Hiệp cũng đã được tung vào sân. Anh vào thay cho Thanh Sang. Trống Bùi. Văn Lượng.
Chính xác, Văn Lượng. Đây là Văn Đình. Văn Lượng. Bóng đã đi hết đường biên dọc và sẽ có đá biên dành cho cầu thủ Ngọc Liên FC. Văn Thần. Trung Bùi. Vẫn là Trung Bùi, che chắn khá khôn ngoan. Đó là tình huống cắt bóng kịp thời đến từ Văn Lượng. Trung Bùi. Đây là Văn Vị. Bóng vẫn còn, Xuân Phú. Văn Nam. Trung Bùi. Vẫn là trọng tài đã cắt còi. Trận đấu đang diễn ra với thế trận giằng co. Và với thế trận mà cả hai đang giằng ra thì sự tỏa sáng của một ngôi sao chắc chắn nó sẽ đem đến một lợi thế cực lớn dành cho đội nhà để vươn lên dẫn trước. Và chúng ta hãy cùng chờ xem với một thế trận mà cả hai đang tạo ra thì ngôi sao nào sẽ tỏa sáng ở trận đấu này để giúp cho đội nhà có được lợi thế dẫn bàn. Cả hai quá hiểu nhau và họ đang chơi khá chặt ở hệ thống phòng ngự. Sự tôn trọng dành cho đối thủ. Văn Đình. Văn Nam. Đây là Duy Tuyền. Duy Tuyền. Trung Bùi. Đó là đường chuyền dành cho Văn Huy, không được. Một đường chuyền chính xác đến từng mm của Trung Bùi. Đáng tiếc là đồng đội của anh đó là Văn Huy đã không xử lý thành công ở bước 1. Duy Tiên đi bóng rất quyết tâm. Thời gian thi đấu chính thức ở hiệp thi đấu đầu tiên đã trôi qua được 14 phút và tỷ số hiện nay vẫn đang là hai con số không tròn trĩnh. Cả hai vẫn chưa tạo ra một cơ hội ngon ăn nào về phía khung thành của cả hai. Đó là được chuyền của Trung Bùi. Xuân Phú. Trung Bùi. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Ngọc Liên FC. Không, như vậy là đã có bàn thắng rồi. Và người ghi bàn đó là Văn Nam. Một tình huống đá phạt tương đối quái. Và với sức dướn của mình thì Văn Nam đã có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. 1-0 dành cho Ngọc Liên FC. Cầu thủ Ngọc Liên FC họ đã tận dụng tối đa cơ hội ngoan ăn đầu tiên ở trận đấu này và đã có bàn thắng. Đỗ Hiệp. Đây là Xuân Phú. Một bóng khá nguy hiểm. Duy Thiên không được. Sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Ngọc Liên. Như vậy là sẽ có một phút thi đấu, xin lỗi là hội ý, bên phía Ngọc Liên ở hiệp thi đấu đầu tiên. Ngay sau khi có bàn thắng thì họ ngay lập tức dừng trận đấu và nếu hội ý cho chiến thuật những phút tiếp theo ở hiệp thi đấu đầu tiên. Hai trận giải quán trị nữa. Hai trận ở sân Hải Đăng.
trận giới nhỉ? Chắc sẽ múc vài trận giới nhỉ? Rồi mày. Chúng ta đến với những phút tiếp theo của trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng Ngọc Lạc năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và nhà hàng Thiên Phát. Phút thứ 17 của hiệp thi đấu đầu tiên thì các thủ Ngọc Liên FC đã có 3 tháng thứ hai rồi. Và đó là pha lập công tiếp theo đến từ Văn Nam. Ngày hôm nay Văn Nam cực kỳ có duyên. Đó là pha bóng ngoài di chuyển giống như dễ đất chui lên để ghi bàn. Quá cáo già với tình huống di chuyển và ra chân đến từ Văn Nam. Khó khăn nhân đôi dành cho Thiên Phát FC. Văn Nam đã có cú đúp vào trận đấu này. Và theo quan sát hiện tại của chúng tôi thì giám đốc nhà hàng Thiên Phát, trung tâm tổ chức sự kiện Thiên Phát đã có mặt để theo dõi các đồng đội và các trò của mình thi đấu ở trận đấu này. Rất nhanh, đó là đường chuyền của Văn Lượng. Không được. Tình huống xử lý bóng cuối cùng của Xuân Phú. Không, đó là Bùi Văn Thắng, cầu thủ mang áo số 19. Văn Thắng. Thì bóng rất quyết tâm của Văn Thắng, không được. Và đá bóng đã đi hết đường bên ngang. Trọng tài xác định sẽ có tình huống ném bóng lên dành cho Ngọc Liên FC. Tính đến trước trận đấu tứ kết thì Thiên Phát FC chưa nhận thất bại bất cứ một trận đấu nào. Ở vòng bóng đá bảng họ đã có 2 trận thắng, trận hòa và 1 trận thắng, và có hiệu suất là dương ba. Trung Bùi, một pha đi bóng như chỗ không người của Trung Bùi. Dĩ Thuyết không vào. Đó là lời đe dọa đầy sức nặng của người đang dẫn đầu danh sách rồi bom, Duy Thuyền. Như vậy là trận đấu cùng giờ thì Thành Lập FC đã có bàn thắng rút ngắn cách biệt trước Nguyễn Đàn FC. Trung Bùi không được. Một pha đổ người nhanh như điện của Hà Thuật. Đó là pha bóng mà Trung Bùi đã đi bóng khá hay và anh tung ra một pha dứt điểm rất nhanh. Một tình huống đổ người nhanh như điện của Hà Thuận đã khước từ một bàn thắng cực kỳ quan trọng và đẹp mắt đến từ Trung Bùi. Tỷ số trận đấu hiện tại vẫn đang là 2-0. Phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Và các cầu thủ Ngọc Liên FC họ đang thể hiện sự già dơ kinh nghiệm của mình với khoảng cách 2 bàn bằng 2 pha lập công đến từ Văn Nam, cầu thủ mang áo số 14 bên phía Ngọc Liên. Đây là Văn Huy. Văn Thắng. Đây là Đình Hiệp. Đường chuyền rất nhanh. Duy Tuyền. Tình huống Duy Tuyền đã không loại bỏ được Văn Thắng ở tình huống đối mặt. Tuy nhiên sẽ có tình huống đá phạt góc dành cho các cầu thủ Ngọc Liên FC. Duy Tuyền. Đây là Trung Bùi. Một bàn thắng quá đẹp cấp. Và duỗi bù của Trung Bùi. Đó là bàn thắng thứ 3 của Ngọc Liên ở trận đấu này. Một bàn thắng nó tái hiện và ghi bàn đẳng cấp của Doi Cầu. Ghi bàn cho đội tuyển Anh ở World Cup 2014. Bàn thắng mà Trung Bùi nó thể hiện một nền tảng kỹ năng chơi bóng tuyệt vời của thủ quân bên phía Ngọc Liên FC. Văn Thắng. Đây là Văn Lượng. Văn Thắng. Văn Nguy. Di Thuyền. Sát thủ vòng cấm mà chúng tôi đã nhắc rất nhiều trước trận đấu này. Và anh đã có bàn thắng thứ 10 ở giải đấu lần này. Một phong độ ghi bàn quá tưởng đến từ cầu thủ mang áo số 20. 4-0 dành cho Ngọc Liên rồi.
biết được sự nguy hiểm của Duy Tuyên, tuy nhiên biết là một phần và khắc chế được cầu thủ mang áo số 20 đó hoàn toàn là một chuyện khác. Anh di chuyển rất linh hoạt. Không được, bóng đi ngay vào vị trí của Văn Thân. Chắc chắn có thẻ vàng. Đó là thẻ vàng dành cho Xuân Phú. Một tình huống mà Xuân Phú ham bóng. Thời gian đang trôi qua phút thi đấu bù giờ rồi. Không được. Như vậy là đúng lúc này trọng tài cũng đã hội còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng hương Ngọc Lặc năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Điền FC và Thiên Phát FC. Kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất thì Ngọc Điền đang tạm dẫn với tỷ số là 4-0. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tạm nghỉ trong ít phút trước khi đến với hiệp 2 của trận đấu này. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục quay trở lại hiệp thi đấu thứ hai trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng hương Ngọc Lặc lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức giữa các cầu thủ Ngọc Liên FC và Thiên Phát FC. Kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên thì các thủ Ngọc Liên FC đang tạm dẫn với tỷ số là 4-0 bằng cú đúp đến từ Văn Nam, và hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Duy Tuyên và đặc biệt pha lập công của Trung Bùi. Đó là một bàn thắng cực kỳ đẳng cấp. Không được, tình huống ra chân đầu tiên ở hiệp thi đấu thứ hai của Xuân Phú. Thank you.
Dĩ Thuyền. Đây là Xuân Phú. Không được. Bóng vẫn còn trong sân. Hà Thuận. Rất nguy hiểm. Hữu Hiệp. Đây là Xuân Phú. Xuân Phú. Bóng đi ra mép ngoài của dọc. Tình huống cắt bóng kịp thời đến từ Thanh Sang. Đó là đường chuyền của Duy Thuyền. Không được. Một pha bấm bóng cực kỳ điều nghệ của Duy Thuyền. Xuân Phú. Pha che chắn khôn ngoan là của Trung Bùi. Từng đó thôi để đủ cho Xuân Phú không có một pha nước rút thành công. Trọng tài đã cắt còi. Đó là lỗi của Duy Thuyền. Trung Bùi. Đường chuyền dành cho Văn Trung. Chính xác. Quá đáng tiếc là nhịp chạm cuối cùng bóng bật ra hơi mạnh. Đó là tình huống xử lý của Văn Mạnh. Thanh Sang. Đây là Xuân Phú. Văn Mạnh. Trung Bùi. Các thủ Ngọc Liên FC họ đang quá thành thời với số lượng bàn thắng ghi được ở trong hiệp thi đấu đầu tiên. Một khoảng cách quá hoàn toàn. Không kịp. Xuân Phú. Đây là Thái Sang. Thái Sang không được. Bóng đi ngay vào vị trí của Văn Thần. Chính xác. Xuân Phú. Cầu thủ Thiên Phát FC họ đang cầm bóng khá nhiều ở những phút đầu tiên của hiệp thi đấu thứ hai. Chính xác. Thái Sang không vào. Vẫn không vào. Hai pha ra chân liên tiếp. Thủ môn Văn Thân đang bị tư bộ Cô Toa nhận. Ngày hôm qua thì Cô Toa đã có một trận chung kết trong mơ khi anh cứu thua tới 9 lần. Và đó là số lượng cứu thua nhiều nhất của một thủ môn ở một trận chung kết. Một cơ hội quá ngoan ăn dành cho Thiên Phát FC để có bàn thắng đầu tiên ở trận đấu này. Tuy nhiên sự xuất sắc và chắc tay đến từ thủ môn Văn Thân đã khiến cho các chân sút bên phía Thiên Phát cảm thấy nản lòng ở hai pha ra chân vừa qua. Và đó là một trong những điều kiện cực kỳ ấn tượng để cho các đồng đội phía trên của anh có thể an tâm ở mặt trận tấn công. Là Xuân Phú. Văn Đình. Không, đó là đường chuyền của Hữu Hiệp. Xuân Phú. Thanh Sang. Xuân Phú. Không được. Đó là pha xử lý bước một không thành của Văn Lượng. Quá đáng tiếc. Trong hiệp thi đấu thứ hai thì Thiên Phát FC đang tạo nên một thế trận áp đặt. Họ đang có rất nhiều những cơ hội tạo ra và cần tận dụng tối đa những cơ hội có được để tiếp cận khung thành đối phương và có bàn thắng rút ngắn cách biệt. Văn Mạnh. Chính xác. Văn Lượng. 3-1. Vẫn là Văn Lượng. Có quá đông số lượng cầu thủ bên phía Ngọc Luân FC. Hữu Hiệp. Chính xác. Không được. Đó là tình huống ra chân của Hữu Hiệp. Duy Tuyền. Đó là đường chuyền dành cho Văn Mạnh. Và cắt bóng thành công của Xuân Phú. Duy Tuyền đang quá nhiệt. Anh hoạt động không biết mệt mỏi. Xuân Phú. Đây là Hữu Hiệp. Xuân Phú. Văn Lượng.
rất khó để đánh bại được hệ thống phòng ngự đang được thiết lập tốt bên phía Ngọc Liên FC. Với sự chỉ đạo đến từ người đang chơi vị trí Piso, đó là Trung Bùi. Như vậy là cầu thủ mang áo số 36 đó là Văn Tình cũng đã được tung vào sân. Văn Tình, bóng đã đi hết đường bên dọc. Đây là Văn Tình. Trung Bùi. Văn Tình. Và can thiệp kịp thời của Văn Lượng. Và trọng tài đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành tặng cho cầu thủ mang áo số 7, đó là Văn Quân. Bên phía Ngọc Liên FC đã có một tình huống thay người không hợp lệ. Văn Lượng. Quá đáng tiếc với tình huống xử lý bước 1 không thành của Thanh Sang. Đó là Duy Tuyền. Duy Tuyền không được, không đánh bại được Hà Thuận. Đó là Duy Tuyền. Trung Bùi. Cầu thủ Ngọc Liên FC họ đang cầm bóng khá nhiều. Chính xác, đó là đường chuyền chính xác đến từng mili của Trung Bùi. Và người vừa bó pha chạy trốn khôn ngoan và tiếp nhận pha bóng của Trung Bùi đó là Văn Quân. Bàn thắng đầu tiên dành cho Thiệt Phát FC. Đó là pha ghi bàn của Thanh Sang. Bàn thắng của Thanh Sang được ghi ở phút thứ 28 của hiệp thi đấu đầu tiên. Thời gian thi đấu vẫn còn đủ dài để cho cầu thủ Thiệt Phát FC họ nghĩ đến việc tìm kiếm các bàn thắng tiếp theo và thậm chí là gỡ hòa. Duy Tuyền, bóng đi ngay vào vị trí của Hà Thuận. Đây là Duy Tuyền. Bóng trôi qua khung thành một cách đầy đáng tiếc. Văn Đình. Đây là Xuân Phú. Không được. Sau khi có bàn thắng thì cầu thủ Thiệt Phát FC họ đang rất quyết tâm. Chính xác, Văn Lượng. Đó là pha cắt bóng an toàn của Trung Bùi. Vẫn là Trung Bùi. Anh đang tìm đồng đội. Văn Quân rất chính xác. Đây là Trung Bùi. Duy Tuyền. Bóng vẫn còn. Bóng đã đi hết đường bên dọc. Một tình huống rất fair play đến từ Trung Bùi. Đó là pha trả bóng về dành cho cầu thủ Thiệt Phát FC. Không được. Đó là pha xử lý của Xuân Điệp. Vẫn là Xuân Điệp. Sụt Văn Đình. Bóng đi ngay vào vị trí của thủ môn Văn Thần. Đây là Văn Quân.
không được. Đó là pha cứu thua của thủ môn Hà Thuận. Hà Thuận đang có một trận đấu khá hay. Duy Tuyền rất mềm mại, không vào. Hà Thuận đang chơi quá hay. Anh bị thủng lưới 4 bàn, tuy nhiên những pha thủng lưới của Hà Thuận là không thể cản phá. Một pha bóng mà Duy Tuyền làm quá hay, tuy nhiên anh đã không đánh bại được sự xuất sắc đến từ Hà Thuận. Phản công dành cho Thiên Phát, 3-1, chính xác, không được. Quá đáng tiếc ở một tình huống phản công. Người vừa tiếp cận bước một không thành công, đó là Xuân Điệp. Duy Tuyền, vẫn đang là Tuyền. Duy Tuyền không vào. Một pha dứt điểm ở góc gần. Một bất ngờ thú vị đang diễn ra ở mặt trận sân 2. Đó là Nguyệt Ấn FC đang bị các thủ Thành Lập FC vươn lên dẫn trước. Nguyệt Ấn FC là một trong những ứng cử viên rất đăng ký cho danh hiệu vô địch. Tuy nhiên họ đang gặp vô vàn khó khăn trước các thủ Thành Lập FC. Và họ đang bắt buộc phải chơi foul đây ở những phút cuối cùng của trận đấu cùng giờ mà chúng ta đang theo dõi. Phút thứ 33 của hiệp thi đấu, xin lỗi là trận đấu. Và tỷ số vẫn đang có lợi dành cho Ngọc Liên. Duy Tuyền. Đó là pha ra chân không thể cản phá. Và cầu thủ mang áo số 20 đã có bàn thắng thứ 11 ở giải đấu lần này, giúp cho Ngọc Liên FC vươn lên dẫn với tỷ số là 5-1. Cú đúp dành cho Duy Tuyền ở trận đấu này. Duy Tuyền là cầu thủ rất đa năng. Anh dứt điểm tốt ở cả hai chân. Xuân Điệp, Trung Bùi rất khó chịu. Vẫn đang là Trung Bùi. Đây là Duy Tuyền. Văn Huy. Đó là pha xử lý bóng đến từ Văn Đình. Trọng tài đã cắt còi và người bị thối phạt đó là cầu thủ mang áo số 17, Văn Vui, bên phía Ngọc Liên FC. Đây là Trung Bùi. Trung Bùi có nền tảng thể lực quá tuyệt vời, anh thi đấu không thiếu một phút nào tính đến thời điểm hiện tại. Văn Vui, đây là Trung Bùi. Vẫn là Trung Bùi. Duy Tuyền, quả người hay, không qua được cầu thủ thứ hai, đó là Văn Thắng. Và sẽ có phạt góc dành cho các thủ Ngọc Liên. Đó là pha ra chân từ xa của Văn Ngụy, rất táo bạo. Thời gian thi đấu chính thức còn lại khoảng 4 phút, hơn 4 phút. Có quá ít cơ hội dành cho các thủ Thiên Phát FC. Khi mà khoảng cách hiện tại đang là 4 bàn. Văn Vui. Đây là Duy Tuyền. Văn Thần. Đây là một trận đấu rất hoàn hảo bên phía Ngọc Liên FC. Khi họ có được một thế trận cực kỳ hay. Không được. Và hai cầu thủ quan trọng, đó là Trung Bùi và Duy Tuyền, vẫn đang dẫn dắt các đồng đội thi đấu một trận quá hay. Đặc biệt là người chơi vị trí phi sô, đó là Trung Bùi.
anh là người đóng vai trò trong chia bài trong lối chơi bên phía cầu thủ Ngọc Liên FC và là người có một bàn thắng cực kỳ đẹp mắt với pha vuốt bóng không thể cản phá ở hiệp thi đấu đầu tiên. Văn Huy chiếc vé vào vòng bán kết đang đến rất gần với các đồng đội của Trung Bụi ở giải đấu lần này. Và các vị khách đến từ nhà hàng Thiên Phát họ tiếp tục lỡ hẹn ở vòng bán kết tiếp theo một mùa giải nữa. Bàn thắng tiếp theo và đó là hat-trick của Duy Tuyền. Bàn thắng thứ 12 của Duy Tuyền ở trận đấu giải đấu lần này. Đúng là không có đối thủ ở cuộc đua giành danh hiệu quả bóng vàng ở giải đấu lần này của Duy Tuyền. Chắc chắn là như vậy. Hat-trick dành cho cầu thủ mang áo số 20. Một hiệu suất ghi bàn quá khủng khiếp. Đó là pha ra chân đến từ Văn Lượng. Trọng tài xác định bóng đã chạm những đầu ngón tay của Văn Thần. Và sẽ có phạt góc dành cho cầu thủ Thiên Phát FC. Không được. Không có gì khó khăn cho Văn Thần. Đó là Văn Vui. Văn Vui đã bị Văn Lượng kiểm soát. Văn Đình. Trung Bùi. Văn Vui. Đây là Văn Lượng. Sẽ có đá biên dành cho Thiên Phát. Văn Đình. Văn Đình không được. Duy Tuyền. Một pha quăng chân rất nhanh. Và đó là phốt cơ dành cho Duy Tuyền. Chúng ta không cần phải nói quá nhiều đến sự xuất sắc của cầu thủ mang áo số 20. Đúng là biết được sự lợi hại của anh là một phần. Và làm thế nào để ngăn cản được cầu thủ mang áo số 20, đó là một câu chuyện hoàn toàn khác. Chúng tôi đã cảnh báo ngay từ đầu. Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 20 vẫn có 2, xin lỗi là 4 pha lập công ở trận đấu này. 7-1 dành cho Ngọc Liên FC. Vẫn là thế trận coi như đã an bài. Đúng là danh hiệu vua phá lưới không thoát khỏi tay của Duy Tuyền ở giải đấu lần này. Và biết đâu đó huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có những đắn đo cho cầu thủ mang áo số 20 một suất ở đội tuyển Việt Nam. Đây là Trung Bùi. Văn Nguyễn. Đá biên dành cho Ngọc Liên. Phút thi đấu chính thức cuối cùng. Duy Tuyền. Duy Tuyền không được. Duy Tuyền vẫn đang quá khỏe. Bàn thắng thứ 5. Thật sự là chúng tôi cạn văn để nói về cầu thủ mang áo số 20 rồi. Một màn trình diễn chói sáng. Đó là show diễn của anh. Bàn thắng thứ 5 của Duy Tuyền ở trận đấu này. Đúng là sát thủ có gương mặt trẻ thơ. Ole Solskjaer đã tái hiện. Đúng là một màn trình diễn chói sáng của cầu thủ mang áo số 20. Văn Đình. Thời gian đang trôi qua phút thi đấu bù giờ rồi. Một chiến thắng thuyết phục của Trung Bùi và các đồng đội. Đó là pha xử lý bóng của Văn Mạnh. Tình huống phá bóng an toàn. Nhưng mà đúng lúc này trọng tài cũng đã đôi còi kết thúc trận tứ kết giải bóng đá Hội đồng Hương Ngọc Lạc lần thứ 5 năm 2022. Cuộc đọ sức giữa Ngọc Liên FC và Thiên Phát FC. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngọc Liên. Xin chúc mừng Ngọc Liên. Và chúng tôi cũng chia tay Thiên Phát ở giải đấu lần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp của chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại ở những trận đấu tiếp theo.